Bà mà lết như thế này là bao lâu rồi cô? Mấy năm rồi á. Dạ. Mấy năm nay rồi á. Dạ. Là có một đứa con gái duy nhất rồi cô. Ừ. Trời ơi, hôm nay bị thương này là thèm. Bị bánh đồ mà biết gì? Bánh đồ hả? Bánh đồ hả? Mà, ừ. Mà không... Lúc nào nó bán thì con mua cho không hả? Mua liền ăn à, có nghĩa là thèm bánh bò nhưng mà không có tiền để mua ăn luôn hả? Thèm yếu bánh bò à, nhưng mà đi ra con thèm gì nữa không? Bà có thèm gì nữa không? Thèm cái gì nữa không hả? Dạ không, không có thèm, thèm bánh bò mà con mua cho ăn nèo nó đi bằng mướn rồi lỡ mà lông có đi lại cho ăn. Cái bánh bò là bao nhiêu tiền cô? Trời ơi, chừng một bọc chắc 5,000. Ờ, 5 ngàn mà không... Bà, giờ bà có tiền không? Bà có tiền để dành được đồng nào không? Đó là coi... Gờ bóp thì có tiền không? Đâu có đồng bạc nào đâu. Giờ có đưa cho con không? Con đi mua bánh bò cho. Không có hả? Bữa nay sao hết trơn rồi? Đâu có nè. Vậy đó hết không rồi? Không có mà con ở lại thì lấy gì mà ăn? Hả? Không có, nếu mà con ở lại đây thì có gì ăn không? Không có gì ăn hết trơn. Không có gì ăn. Trời ơi, có vàng nè, giàu quá trời luôn mày. Trời ơi, con làm nó cho đó. Ờ, cháu. Nói vậy. Không, giờ cho con được không? Cho con nha. Ừ. Được không bà? Ừ. Cho. Cho. Cho hả? Trời ơi, thảo quá ha. À, con lái nha. Ừ. Con mở con lái luôn. Trước của chú anh chị đây là cô hàng xóm. Dạ thưa cô, thì hoàn cảnh của cụ bà nó như thế nào cô? Dạ, cụ bà này thì có đứa con gái, dạ. Gia đình nghèo. Dạ. Và bây giờ nhỏ gái đi ở đợ, mặn mướn cho người ta ở đợ ngoài chợ á, dạ. Lấy tiền về nuôi bà cụ. Dạ. Đó. Rồi bà cụ ở nhà mình ăn, không có ai dân. Sáng là cho con ăn, gái của bà là bao nhiêu tuổi nè? Chắc hàng 50 quá, không biết độ chỗ đó chắc hàng 50 hay mấy gì đó. Dạ, là đi làm là đi làm mướn cho người ta. Làm mướn ở đợ ngoài chợ. Dạ. Chiều thì tối mới về, 7 8 giờ mới về. Dạ. Cuộc sống của bà hiện tại cuộc sống bây giờ như thế nào? Thì đó mà ngày nào ăn ngày đó đó chứ không có dư giả gì hết á. Dạ. Cũng như đi mần được nhiêu tiền đó về nuôi bà cụ vậy đó. Dạ. À, cô cho con vào con gặp bà cụ tí. Đó, vô gặp bà cụ đi. Dạ dạ, con cô đi vô luôn. Bà có bình thường có nói chuyện được không cô? Bà nói chuyện được, mà hơi đứa đó, nói chuyện không có. Đi không được. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hả? À? Bà bao nhiêu tuổi rồi? 83, 84 vậy đó chú ơi. 83, 84 à? 83, 84 vậy. Không, bà chưa hiểu chuyện gì nên thằng đó là bà là hơi lo sợ. Bà hơi lo sợ. Ừ, thì nói chuyện hơi khó nghe mà hơi lẳng lãng tai. Cô giải thích cho bà hiểu đi chứ, bà thấy bà sợ. Không có mà. Bữa nay là ở trên chợn người ta xuống. Ừ. Hỏi thăm cô đặng biết đường là người ta đi chọn người ta. Nó chơi chứ không, nó không có ăn cơm. Nó chơi. Cũng như là mấy chú ở trên thành phố xuống đó. Đặng thăm hỏi cô đặng có gì đặng về chợn đặng mấy cô mấy chú ở dưới tài trợ cho cô đó. Đó bà mới nhắc hồi nãy rồi giờ mấy chú lại đó Linh không. Đó. Hôm nay đi trong hoài. Trong hoài đúng rồi, bữa nay người ta lại rồi đó. Nhưng mà giờ bà hiểu rồi đúng không? Có còn lo sợ đó không? Thấy bà run mà sợ quá trời luôn. Cái này cái này là cái mít này con gái vô cho rõ. Đi lao quá trời. Dạ. Đau quá trời, dạ, không tiền mua thuốc đó. Bà có đi đứng được không? Không. Đi hả? À? Dạ, bà có đi được không? Đi không được. Lết không? Ở trong nhà là lết như lết sao? Ra ngoài này đó. Cái chân của bà. Hai cái giò này là giờ nó teo cơ hết trơn rồi, ta đi không được. Bà lấy sao? Bà lấy con coi nè. Đứng vậy coi. 83 tuổi hả cô? Chắc 83, 84 gì đó. Ôi trời. Như vậy mà khi mà ở mình rồi ai là dìu dắt bà vậy cô? Thì con cái đi về tới chiều mới tắm sáng tắm rửa rồi à, ăn uống rồi. Trời thương vậy chưa? Vậy đó. Rồi bà đi sao? Bà đi vệ sinh rồi đi ăn rồi sao? Trời ơi vậy đó hả? Hai tay đút ăn được, có khi con đút. Trên mình thôi xuống hả? Dạ. Từng nào mới xuống? Đó, mấy chú đó. Ê hả? Dạ. Mấy xuống rồi đó. Mấy ông xuống vui không? Vui. Vui thì nói vui. Đó, đi vậy đó. Rồi bà có tiền có ai hỗ trợ cho bà sinh sống? Hôm nay đi chăm hoài, không thay xuống. Có, được tháng được mấy trăm ngàn đó. Tháng chắc được 270, 36 gì đúng không? Chắc người lớn tuổi như vậy. Không, tuổi không. Bà mà lết như thế này là bao lâu rồi cô? Mấy năm rồi á. Dạ. Mấy năm nay rồi á. Dạ. Rồi con gái là có về thường xuyên không hay là lâu lâu mới về? Cô gái là ở tại đây không có chồng. Tao ở tại đây, ở với bà cụ. À. Tao thì làm chịu. Nhưng mà mua thuốc là vậy bà uống.
Có được hai đứa con nhà bà, nó giờ nó đi làm thành phố hết rồi. Dạ. Nó không có nhà, nó đi làm công ty á. Dạ. Đất cát không có rồi đi làm công ty hết rồi, nó không có đứa nào ở nhà hết trơn á. Giờ ở nhà với bà cụ đó, người nuôi bà cụ đó, đi mần nuôi đó. Dạ. Ở đây với cô ngăn và anh Thắng. Nè, con đứng đây nè. Ở đây nha. Ở đây luôn, bà nấu cơm đi. Bà sợ, bà sợ. Con ngồi xuống chứ bà sợ, con thấy. Con cũng giác là con bà sợ. Con đi đâu có lượt. Bình tĩnh, không có gì chứ. Người ta thẩm, người ta nói chuyện với mình để người ta thu về chảnh. Ở chảnh người ta cho tiền. Lại có một đứa con gái duy nhất hả con? Trời ơi, bà lại bị thương, bà lại là thèm. Biết bánh đồ mà, biết bánh đồ, bánh đồ hả? Bánh bò hả? Mà, mà không... Thì lúc nào nó bán thì con mua cho không hả? Mua liền ăn. À, có nghĩa là thèm bánh bò nhưng mà không có tiền để mua ăn luôn hả? Thèm yếu bánh bò. Nhưng mà đi ra... Con thèm gì nữa không? Bà có thèm gì nữa không? Thèm cái gì nữa không hả? Dạ. Không, không có thèm, thèm bánh bò. Nà, con mua cho ăn. Nèo nó đi bằng mướn rồi, lỡ mà lông có đi lại cho ăn. Cái bánh bò là bao nhiêu tiền con? Trời ơi, chừng một bọc chắc 5 ngàn. Rồi 5 ngàn mà không... Bà, giờ bà có tiền không? Bà có tiền để dành được đồng nào không? Đâu, gờ bóp thì có tiền không? Đâu có đồng bạc nào đâu. Giờ có đưa cho con đi mua bánh bò cho. Không có hả? Bữa nay sao hết trơn rồi? Đâu có nè. Vậy đó, hết không rồi? Không có mà con ngồi lại thì lấy gì mà ăn? Hả? Không có, nếu mà con ở lại đây thì có gì ăn không? Không có gì ăn đâu. Không có gì ăn là đi ở đợi tháng được nhiêu tiền cô biết không? Đâu 2-3 triệu gì hả? Bắt tập quá trên đó mà chở. À, cái này là ở quê thì chắc không có nhiều tiền hả? Ừ, thì tháng cũng có nhiêu tiền thôi. Tại vì người ta cho ăn bữa cơm trưa đó. Sáng mình ăn ở nhà rồi mình đi rồi ta cho bữa cơm trưa rồi chiều mình về ăn nhà. Nói chung là cuộc sống thì nói về tiền bạc thì hơi khó khăn. Khó. Nhưng mà làm cậu cũng may mắn là cũng có người chăm sóc. Cũng có. Ừ, thì nó có con cháu đông thì người ta chăm sóc mình đầy đủ. Còn mày... Giờ mấy giờ ngăn dặn hả? Không biết nữa. Chừng 8-9 giờ gì chứ gì. Ừ. Dạ. Còn hoàn cảnh mà neo đơn thì nó hơi khổ. Dạ. Hơi cực chút. Thì giờ phải gán như sao giờ. Phải thôi. Thôi con mạnh. Cái tôn này chắc cũng... Từ hồi đó tới giờ đó. Con thấy... Nóng quá rồi chai lá lên nè. Dạ. Nó giọt ra. Cái bạc luôn. Ừ. Tối nay nó cũng mục rồi. Nó nghe nó dột tùm lum hết trơn rồi. Mấy ông nó ra nhà nước cho đó. Lâu lắm rồi. Rồi giờ đâu có trơn rồi, không có tiền lắm. Rồi kéo la mượn. Hôm nay con đến thăm bà. Con đại diện Mạnh Thường Quân gửi cho bà chút tiền để mua sữa uống ha. Mà nhớ là mua bánh bò nha. Mua bánh bò mình ăn cho nó thỏa mãn ha. Chứ không là để thèm ha. Nha. Con đại diện cô Sinh ở bên Mỹ gửi cho bà là 500 ngàn. Bà biết tiền không? Không biết tiền. Cho anh. Tấm này 2, tấm này 400, tấm này 100 là 500. Này. Đó, là 500 là mấy cô gửi cho cô đó. À. 500 nhiều hay ít? Hả? 500 nhiều hay là ít? Cho nhiều lấy nhiều, đây bài biết đâu. Cho nhiều lấy nhiều. Cái tờ nhiều không? Bà có biết tiền không? Có biết tiền. Cái tờ này bao nhiêu? Tờ này bao nhiêu vậy? Biết không? Biết, cái tấm này 100 biết. À, tấm này. Này 200. Dạ, giỏi quá. Còn là còn thái đường nữa. Còn thái đường. Mà chưa có lẫn. Biết tiền mà không có tài tiền. Ờ, biết mà không có xài phải không? Có đi đâu được đâu mà xài. Không có đâu. Rồi tối là cái chân tay là có nhức mỏi không? Cái giò. Sao mà cái chân sao nó nhỏ dữ vậy? Cái teo cơ. Cái teo không có lao đâu. Đi được nè. Cái teo cơ lại. Ê, cậu cho mình tươi lương mang ơi, cậu nghi lắm nha. Dạ. Không biết từ nào mang ăn cậu bưng. Đãi bữa cơm đi. Ừ. Đãi bữa cơm đi. Đãi nổi không? Có gì ăn không? Chịu không? Chịu không? Hả? Con ở lại nè. Có gì ăn? Có gì ăn hả? Khô quẹt ăn đãi đi. Trắng ăn cơm miếng nước tương. Chết mẹ. Có gì ăn không? Không ăn. Còn gạo không? Trời ơi, hà nó mua lâu quá, 3-4 lít gì đó hả? Vậy hả? Ừ, nó mang ăn cậu không biết từ nào nói đi xa quá trời. Đi theo cậu ở không? Không đi theo đâu. Sao vậy? Theo đâu được. Cậu nuôi, cậu có tiền, cậu nuôi. Ừ, vậy lấy rồi đâu. Tội nghiệp ha. Đấy, còn bà nói gì kìa? Bà nói là dễ đái cậu luôn không? À, dễ đái là làm sao hả? Đó, đúng rồi. Thì con lo luôn. À. Dễ đái con lo luôn.
Chịu không? Không, không đi đâu. Không đi đâu, ở nhà với con gái. Ở đây trên năm đi lâu. Có ông chồng rồi chứ mà thôi. Chết thần quỷ đi vậy. Ok, mưa là dột, chắc dột nhiều lắm mưa hả? Mưa là dột á, hứng thao thao rồi á. Rồi nhà có toilet trong nhà không cô? Không. Không có rồi, bà lấy bà đi vệ sinh rồi sao? Bô. Đi bô à? Rồi lấy xuống. Mà ai chồng không biết chừng nào. Dạ, dạ. Không có gì, bà giữ gìn sức khỏe là con vui rồi, ha. Không cần cảm ơn đâu. Thương chưa? Ờ, có vàng đi, giàu quá trời luôn mày. Trời ơi, con làm nó cho đó. Ờ, cháu. Nó cháu nó cho mà, đó. Đâu phải thật. Cứ vàng 18 mà. À, cái này là đồng. Nuôi đem cho nó để họ nhức mỏi nè. Hỏi cậu, ấy là hỏi cậu thử có cô, phải vàng thấy không? Thấy cùng nghèo mà qua trời, thấy cùng không có cái gì đâu. Cái gì vậy? Vàng hay là cái gì vậy? Dạ, dặn 18 nè. 18 đó hả? Ừ, năm ăn nữa là cho cô leo không? Vậy đó hả? Không chết cô leo theo nha. Đem theo xuống nữa, chúng lột hết á. Nói vậy. Không, giờ cho con được không? Cho con nha. Ừ. Được không bà? Ừ. Cho. Cho. Cho hả? Trời ừ. Thảo quá ha. À, con lái nha. Ừ. Con mở con lái luôn. Rồi cho con rồi lái cái gì mà chết mang theo? À. Cho con rồi lái cái gì rồi lúc chết rồi có gì đâu mà mang theo. Ừ. Giờ sao quyết định chưa? Cho con nha. Ừ. Cho con lấy đi. À, nhưng mà bà có biết cái này là đồng không ta? Không biết. Nó vàng 18 đó. Rồi thôi con lái luôn. Để rút ra con lái thử thì sao? Nhỏ cháu cho đó. À, lái luôn. Giờ nó cho là lái. Thôi con bỏ túi nha. Ừ. Có tiếc không? Hả? Có tiếc không? Cho rồi có tiếc không? Tiếc không? Cho anh. Cái này vàng đó, vàng thật nè. Giờ cho con rồi làm sao? Tiếc không? Là nó trống giọng nó biết con nào cho rồi nhưng mà bây giờ cho chú này có tiếc không? Biết, không biết, không biết đâu. Nói tào lao nữa. Ấy là cô hỏi lại là họ có tiếc không? Có tiếc không? Có tiếc không? Nó biết không mà. Tiếc. Cho rồi có tiếc không? Cho chú này rồi có tiếc không? Ông tiếc không? Ai nói đâu biết. tiếc là tiếc của. Tiếc không? Lấy có 5 phân mà gì? 5 phân cũng chịu mấy đó. Ờ, 5 phân cũng chịu mấy đó. Rồi nói cho chết đem theo rồi cho rồi lấy gì đem theo? Đem theo bằng cái gì? Đem theo cái gì giờ? Nó lấy cho cô. Rồi có chết cô lên theo. Ờ, rồi bây giờ cho lấy gì đem theo? Thì thôi. Thì thôi, có nghĩa là thôi. Giờ cho rồi thôi là không đem theo nữa, phải không? Không có cần nữa đó. À, nghĩ má bà cầu về. Cho cho cô, con không có gì cho cô. Ờ, đúng rồi. Rồi cho 500 đưa lại cái này, này đời về ha. Về không? Về. Ờ, về. Ờ, đúng về. Trời ơi, thấy thương chưa? Cái này có tiền, còn cái này đi mắc đi chợ bán mới có tiền. Cho cô viện già, rồi cô chết cô lên theo nha, làm kỷ niệm. Ờ, niệm thiền, kỷ niệm. Không mà cái này vàng thật hả cô? Vàng thật 18 đó. À, vàng thật 18. Cháu vàng 18 chứ không phải là được 99. Thôi, vậy con bỏ túi nha. Con về nha, thứ ba con về. Không tiếc luôn hả ta? Có hối hận không? Sao? Hả? Sao, quyết định chưa? Quyết định hả? Ờ, quyết định cho chưa? Cho lại cái xin thì cho chứ. Ờ đúng rồi, xin thì cho, đúng rồi, xin thì cho. Dễ thương chứ. Dạ con nói đùa với bà chứ tài sản của bà chỉ còn cái chiếc nhẫn 5 phân này thôi mà làm sao mà con nỡ lái được, đúng không? Thôi con gửi lại cho bà nha. Chú chặn tặng lại kìa. Để rồi dưỡng già ha. Tặng lại dưỡng già. Trời ơi, thì chắc có gì cho hết cái đó quá. Nghĩ sao mà chiếc nhẫn cho. Cảm ơn cậu nhiều lắm nha. cô đãi cô dùng giúp con với cô. Cảm ơn cậu nhiều lắm nha. Trời, kêu đi theo cậu đi, không đi theo. Trời ơi, con nhà là gì ông qua trên á. Trời ơi, cô ba bé nghèo quá đi. Ham mà không có leo. Thôi cho nó 50 đồng 18 đi. Rồi nó chết xong nó đem theo. Cô ở đây địa chỉ nha. Không có cho cái gì chứ nghèo có cho gì đâu. Ấp xã đó hả? Dạ. Ấp Đông An 2, xã Tân Thành,
Viện ngõ 7 tỉnh Hậu Giang. Cho 5 bằng. Tên gì con? Tên Hoàng. Dạ dạ.